nói thẳng mới đây là một cái xác hai cái tay không còn, hai cái chân không còn, còn cứ mình cứ còn đủ trời cái ơi. Đầu mất luôn. Trời ơi. Cũng giao cho công an một cái xác mà một mẹ ôm một con đứa con là cũng thấp, câu gì là tôi cực kỳ thương đứa nhỏ tôi khóc. Công an tới nhà tôi làm việc mà tôi tới chỗ đó làm việc tôi bảo tôi đi về nhà tôi làm việc. Chứ ở đây tôi đứng đây đứng ở trên cầu thì không biết đâu. Lúc bây giờ là mình chỉ muốn chết thôi, nhưng mà khi mà xuống sông này là chú cứu được con này con thấy mừng, con lại trân trọng cuộc sống hơn. Câu cứu là cứu nhiều cho nên người ta ít nhảy cầu này mấy. Cầu Bình Triệu, cái cầu Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm như đó. Đó. Có khi cầu lấy cầu Bình Phước, cầu lấy Thiêu này. Nhảy nhảy có khi trôi về đây. Có khi trôi xuống như kia thì người ta dân người ta thấy là người ta kêu như con nói thẳng nhá, cái cầu này ban đêm thì tôi không biết, thì ngủ mất thì tôi không biết, thì cứ ban ngày mà ới là tôi phải. Theo con được biết á thì những người mà sau khi mà được cứu sống á, họ một là uống đầy nước nè, hai là cái tinh thần hoang mang. Vậy thì ngày trước giờ thì chú Ba có thấy một cái hoàn cảnh nào mà được cứu sống mà chú Ba cảm thấy là nhớ nhất không? Nói thẳng ra là người là tôi cứu sống nhờ người ta thì người ta tới đây người ta cảm ơn tôi, người ta nói với tôi một câu là chú đã cho con một cuộc sống thứ hai, con bây giờ con không dám đi nhảy từ từ nữa, và con bây giờ con hứa với chú nếu mà mai mốt này mai kia mốt nọ chú Ba cứ khỏe để mai mốt con có một thời gian sau con làm ăn nó mà được con sẽ lại quay lại giúp chú Ba, để chú Ba có cái động lực được tiền bạc để thì tôi cũng nói với này người ta một câu là thôi như vậy thì mình tôi cứu cô sống được như vậy thì tôi cứ vậy trân trọng cái mạng sống đi, đừng nên bỏ phí cái cuộc sống, như đứng ở trên cầu thì không biết đâu. Lúc bây giờ là mình chỉ muốn chết thôi, nhưng mà khi mà xuống sông này là chú cứu được con này con thấy mừng, con lại trân trọng cuộc sống hơn. Bây giờ cô ta làm rất là ngon. Trong những lần mà cứu người cũng như là vớt xác đó, thì có lần nào mà để lại cho chú Ba mà không bao giờ quên trong cái việc mà cứu người của mình không? Thì nói thẳng ra là cái công việc của tôi thì ấn tượng thì nó nhiều lắm. Cũng có đôi khi cái thì nó cũng vui, mà đôi khi thì cũng mệt. Thì nói thẳng ra là trong cái cuộc đời của tôi làm giúp cho người ta này, thì trong cái cuộc đời tôi thì tôi nhớ nhất là khi mà tôi vớt một cái xác mà một mẹ ôm một con đứa con là tôi thấp, câu gì là tôi cực kỳ thương đứa nhỏ tôi khóc. Công an tới nhà tôi làm việc mà tôi tới chỗ đó làm việc tôi bảo tôi đi về nhà tôi làm việc, chứ ở đây tôi đứng đây tôi cũng thương đứa nhỏ tôi cũng làm việc. Thấy đứa bé đứa nhỏ biết cái gì mà sao mẹ lại cột vào với con mà để chết. Thì được một tuần sau chồng tới đây, tới nhà tôi cảm ơn, thì tôi cũng hỏi với người chồng ấy nói một câu là cách đây cũng cả gần mấy chục năm rồi, thì tôi cũng hỏi với chồng tại sao một vợ để cho vợ cột đứa con mình được chết. Vợ con nó ghen quá, vợ con nó ghen quá cho nên là vợ con nó làm vậy. May chú vớt được con, vớt được vợ con, còn chôn theo rồi.
quân tới đây cảm ơn. Đứa bé đó nhiêu tuổi? Cứ tôi đoán cái chừng 4-5 tuổi. Cột vô ngang không? Năng mới đầu mới đầu ra thì cột cái chân mẹ thì không thấy đứa con, mà kéo một khúc mình thấy chân con nó lòi ra mà tôi chết. Mình thêm giữ người nhỏ nhỏ thì chân là tôi đứng tôi ngon kéo vào trong bờ thì muốn được khóc. Đứng kéo vào trong bờ là tôi thấy đứa nhỏ tôi khóc. Nó thương cái đứa nhỏ, nó thẳng ra là mẹ chết thì con nè, còn con ấy, người khác có cuộc sống may ra, mai mốt là tài năng của đất nước. Tuổi đời còn quá trẻ. Một cái đứa nhỏ, cái tội cái đứa nhỏ. Còn mẹ thì không biết cái chuyện gì đó, mẹ chết. Cái chuyện đó, mình không biết. Nhưng mà thằng chồng nó nói với tôi một câu là vợ con nó ghen. Vậy thôi. Nhưng mà lúc chú Quang là bớt lên thì tình cảm chi tiết con hai mẹ con là sao? Thì coi như là lấy cái dây này thì quấn vào mẹ với con, không biết nhảy đâu, tôi ngang đây. Tôi thấy mà tôi kéo vào mà cũng được sinh thần rồi bắt đầu khôn nhỉ. Là nhảy ở đâu chú ba? Cũng biết nhảy ở đâu à, nhưng ngang. Mà trôi là trôi ngang đây. Tôi ngang đây là tôi thấy tôi kéo vào rồi cái người đó đi chỗ khác, chẳng như là chỗ này ta chết chỗ này, mình chơi muốn chơi đi chỗ nào mà để cho ghế lên thân lên xe đó thì mình cũng phải nói với người ta là thôi ông bớt nhàng để tôi đưa ông lên bờ để cho công an làm việc. Thứ nhất là công an nó thiếu hay là chôn ông có một cái mồ cái mả. Còn tôi thấy tôi đi đi xuống cũng chuyện vậy, nói là người ta thứ nhất là cái mùi hôi là không còn và mình làm nó dễ dàng. Trước khi mình làm cái gì mình cũng phải xin người ta ông bà cho tôi giúp ông bà một tay, cho đưa ông bà lên bờ. Thứ nhất là người nhà người ta biết con mình chết từ cách gì, hay là công an đưa về để tìm người thân. Nhưng mà đợt đó nghe nói là cái xác nó sình lên to quá mà dứt không làm sao dứt lên được. Đâu cũng vì sao này kéo cũng được thôi. Nhưng bác phải khấn mới được rồi. Thì phải trước khi làm mình phải xin người ta. Thật ra là mình cái lòng mình thương người ta mình mới làm. Chứ còn không thương người ta không lại sẽ làm được. Tới hôm không chịu được thì mình cố mình tới xin. Đối với những cái xác á thì nó chết. Đâu phải là lúc nào mà biết liền ha. Đúng rồi. Những cái xác cả tuần mà biết. Cả tuần mới biết. Nó rã ra. Đúng rồi. Nói thẳng mới đây nè, một cái xác hai cái tay không còn, hai cái chân không còn, còn cứ mình cứ còn đùi trời cái ơi đầu mất luôn. Trời ơi, cũng giao cho công an làm. Chú bà ớn ốc không? Thì coi cũng bình thường thôi chứ mình đã bảo là mình thương người ta mình mới làm không thương người. Nhưng mà chú bà cho những cái xác như vậy thì sao thì cũng xin người ta thôi. Nếu mà mình xin người ta câu là không còn thấy cái mùi nữa. Xin người mất hả? À, xin người mất. Hay quá ha. Là chú ba không có thấy nghe mùi luôn? Đúng. Trời ơi. À, cánh tay này thôi, có thấy mùi gì đâu. Mà người ta đứng người ta coi người ta bảo ủa sao ông hay vậy? Ông ở đấy gần cái này mà con thấy gì con này xã con chỉ không ngủ. Thì đốt mình có cái nào cái lòng mình xin người ta thì mình giúp người ta cũng bớt cái mùi này. Chú ba, tôi bên đạo công giáo tôi tự thấy cái gì ấy. Tôi chỉ có sáng chủ nhật tôi đi lễ, tôi ở trong cái thiệp trăm xin cha xin lễ cầu cho các linh hồn vậy thôi. Còn tôi thì không có thấy gì, tâm linh không thấy gì cả. Hồi nào giờ tôi làm mấy chục năm nay thì
nói thẳng trước khi tôi làm thì đâu xin ý người chết đấy còn không thấy gì cả hồi nào nghe nó làm. Chú ba cho con hỏi thêm xíu nữa là rất là nhiều năm rồi chú ba làm cái nghề, nói chung là không phải là cái nghề nhưng mà chú ba vớt xác cũng như là cứu được rất nhiều. Trong một số những người mà chú ba cứu thì có người nào quay lại và như là nhặt con nuôi hoặc là ví dụ như con nuôi rồi có nhiều chứ, có nhiều chứ. Người ta tới đây người cảm ơn rồi nhận tôi là ba nuôi, rồi mời về bố mẹ cùng cái người nhảy cầu đó xuống đây mời về về trên nhà chơi cũng có. Có trường hợp cụ thể nào đó chứ chú ba kể một trường hợp để mọi người biết hay không? Đấy hình như là tôi cứu sống thằng Đức ơi, nó ngoài Nghệ An nó cứu sống người mẹ nó bố mẹ mời tôi ra để chơi cả ngoài đấy cả tuần 2015 ra hai vợ chồng tôi ra ngoài đó rồi nó chờ tôi đi ra ngoài Hà Nội chơi đi tùm lum chơi. Một người nữa ở trên Đà Lạt cứu sống một người thằng con trai người ta thì cũng mời lên mà trong thời gian mình không còn mình đi rồi ở đây không biết sợ đây có một cái việc gì chăng thì làm sao mình dám bỏ đi. Tôi đi đâu may lắm chừng tiếng hai tiếng hồi tôi lại về thôi, không đi được rồi. Không dám đi đâu. Sao công việc này nó không có một cái quy định nào nhưng mà tự lương tâm chú ba rất là có trách nhiệm đó. Đúng rồi, đúng rồi. Đi đâu rồi có một hai tiếng là phải quay về, quay sợ về. Có người nhảy là không có người cứu. Đúng rồi. Chú ba là mình xuất phát từ cái tình thương người. Trong một bác ba chú ba có chia sẻ là trong vòng mấy tháng thôi mà đã mười mấy vụ hả? Có chục nhảy cầu. Sau cái đợt dịch rồi sau cái đợt khó khăn về kinh tế nhiều người nhảy hơn không? Đây sợ mấy cái vụ đây đấy. Xong cái đợt dịch này hoặc bùng hoạn kinh tế nên chết nhảy. Rồi nói thẳng ra là mình cứ thấy mình xác chết trôi nên mình kéo trình báo mình công an thì xong công an làm việc. Nếu mà người thân người ta biết ta tới cảm ơn mình cho chút tiền này rồi đâu rồi sáng này chạy. Nhưng có trong nhiều năm đó thì có khi nào mà chúng ta vớt cái xác về mà không biết người thân rồi không xử lý sao được chứ ạ? Thì giao cho công an thôi. À cái mình vớt là giao cho với ta giao công an thì này, công an làm giấy tờ đưa về nhà sắp mình hương hòa đấy à. Đấy rồi lên báo hay à, người thân không vậy. Có người thân hả? Cái nhà của chú ba thì ở trong kia mọi người, chú ba cắt để là cái gì, cái cửa sổ để cho mình dễ nhìn ra cầu, dễ nhìn ra cầu, nghe một cái tẩm cái là chú ba chạy ra liền. Cái lúc nào mà ban đêm ngủ say thì thôi, ban ngày mình lúc nào cũng tư thế và gọi là sẵn sàng. Thật ra thì có những người người ta chưa đến phần số để họ chết và có những người người ta đến phần số họ phải mất. Thì trong cái lúc mà cứu người đó chú ba có thấy cái trường hợp nào giống vậy chẳng hạn như là khi mà chạy xuồng ra giật máy nó không nổ hay là như thế nào có không chú ba? Anh thua nhau là cái máy có khi hồi tôi chạy máy bằng xăng á là phải giật. Dạ. Mà cái máy đó mà giật mà ba cái mà nó không chạy là người đấy là coi như là chạy. Thôi ơi còn mà cái máy giật một phát nổ là ra là cái gì rồi. nhiều lần tôi chạy ra nó cứu á, giật một phát chạy kéo người nó lên ghe rồi về sau giật máy chạy vào không nổ thì phải chèo về. Có cái trường hợp nào chú ba nói là giật ba phát không nổ là người đó chết không? Có quên giật ba phát là người là người ấy chìm đi rồi, nhô lên nhô xuống có ba lần trong nó quả chìm chắc chừng độ chưa đừng phút rồi coi như người ta chết. Cái đó là do phần số hay là tại do máy mình chú ba? Tôi nghĩ là cái phần số người ta, tôi nghĩ là phần số người ta nhớ mà
cái bộ phát chạy là ra là trước người ta sống. Cái bao cái không nổi thì cái người phần đó là tuy là người ta mà có cái trung tâm tự tử nhưng mà khi đã rớt xuống nước rồi thì cái bản năng sống ai cũng có ha, nó nổi dậy dữ lắm, đó là đụng cái gì là danh vật mà đúng mà chụp người ta báo, người ta chụp người ta báo biết đó, bởi vì lúc đó là không còn có cái suy tính của cái tinh thần nữa rồi, mà lúc đó là bản năng lúc nào cũng muốn sống lúc đó. Lúc người ta bế tắc thì người ta muốn tìm đến cái chết, nhưng mà giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết thì người ta lại muốn sống hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Chú Ba hiện nay là cái máy của chú Ba là cái máy đó là máy xăng hay máy dầu? Máy dầu. Máy dầu. Người ta cho nè. Cái máy đó đề được không? Đề được. À bây vậy thì được. Khỏi giật nữa rồi, khỏe rồi. Bây giờ chìa khóa bật cái này. Bây giờ hôm qua mới đi nhanh đó ha. Vậy là hết lo cái tình trạng là giật giống như ngày xưa. Giật mà nó không nổ. Giờ đê cái là chạy, đê là chạy. Đây là chiếc xuồng mới luôn hả chú Ba? Coi như là người ta cũng đọc báo người ta tới ủng hộ. Hồi trước mình thấy có cái xuồng gỗ cái. Còn có cái xuồng cũng như vậy nhưng mà nó bị lâu ngày có nó cũ. Nó nhỏ cái này. Cái này mới luôn. Mới cho người ta mới ủng hộ tháng 12 năm rồi. Vào nhà mới quá trời. Mới được mấy tháng. Tháng 12 năm rồi, nói năm rồi á. Dạ, người ta đọc báo, người ta tới người ta ủng hộ. Thôi đi, con cảm ơn con với anh Hoa, cảm ơn chú Ba rất là nhiều. Chúc chú Ba luôn có một cái sức khỏe dồi dào để tiếp tục làm cái công việc thiện nguyện mà ít có nhiều người muốn làm. Không ai làm được. Không ai làm được. Làm có trách nhiệm luôn á, còn có trách nhiệm đi mời đi lên Đà Lạt cái trang mà không đi được là biết rồi. Có trách nhiệm mà đi rồi không ai à. Rồi, cảm ơn cô bác quý anh chị rất là nhiều. Chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc video clip tại đây. Xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến đây. Cảm ơn chú Ba, chúc chú Ba sạch.